Khứa áo xanh bò cạp, tại sao ngươi lại tới đây hả? Thời của ngươi đã hết rồi. Bây giờ chính là lúc ta đây sẽ cai trị thế giới Minecraft này. Ha, ngươi đã quá xem thường ta rồi đó. Nói cho ngươi biết, ta chính là một idol top top. Ta không thua ngươi được đâu. Vậy để ta xem thử coi ngươi sẽ làm được gì. Sức mạnh phóng đại cơ thể. Hey, sao nào, ngươi đã biết sợ ta chưa hả? Ngươi nghĩ rằng là ngươi biến to lên như vậy thì ta sẽ sợ ngươi sao? Không có chuyện đó đâu. Bây giờ hãy xem sức mạnh của khứa áo xanh ta đây. Sức mạnh chạy siêu nhanh. Chạy là thượng sách. Trời ơi, người to vậy ai mà đánh lại à? Chạy. Vậy là từ giờ thế giới Minecraft này sẽ thuộc về ta. Trời đất ơi, cái gì vậy? Khứa áo xanh phiên bản bò cạp, cái siêu to khổng lồ. Trời ơi trời, cái con này mà vô làng nha, trời ơi nó cắn chạy độc chết mất rồi. Kiểu này sao đây? Kiểu này là phải báo cho Phong Tần biết, phải tiêu diệt con này đất. Trời ơi Phong ơi, bỏ làng nữa ơi. Khứa áo xanh phiên bản kinh dị nè. Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Em trồng vàng bông trước cổng nhà em tặng một bông cho cô giáo hiền. Trời ơi mấy bạn ơi, ngày hôm nay là không hiểu sao mà Phong có một cái tâm hồn gọi là vô cùng gọi là yêu đời luôn mấy bạn ạ. Mình đem hoa ra trước nhà, mình trồng nguyên cái chậu hoa đẹp ơi là đẹp ở trước nhà. Mỗi buổi sáng nó ngoài đây tập thể dục, nghe mùi hoa là thơm. Trời trồng hoa cái gì? Trời trồng hoa. Cái gì vậy? Hồi sáng nay tôi còn mới coi dự báo thời tiết, người ta bảo là trời trong xanh đẹp mà ở đâu ra lũ lụt mà nói tào lao gì vậy? Trời ơi, tôi kể cho ông nghe là thế, xách ra tôi tới gần đây tôi kể cho ông nghe ghê lắm. Trời sao ơi, sao? Ghê sao cơ? Có ơi, gì? Tôi đang đi ở đường, tôi gặp một con yêu quái siêu to khổng lồ. Trời ơi, ghê lắm. Trời ơi, có mấy cái con yêu quái ở trong Minecraft thôi mà cũng nói nữa. Ở trong Minecraft mà phải có yêu quái rồi, chứ có gì đâu sợ. Cùng lắm mấy con zombie rồi thôi, gì đâu. À, nó là zombie tôi không kể. Còn đây là một con yêu quái mới xuất hiện ở trong làng Minecraft luôn. Đúng không? Con gì luôn á. Yêu quái mới hả? Ủa, ở trong Minecraft có con yêu quái mới gì ta? Thôi mà nói đại thôi bà ơi, mà nói gì tôi không hiểu hết trơn à. Trời ơi, con yêu quái đó tên là khứa áo xanh. Trời ơi. Trời ơi, khứa áo xanh. Xanh đó. Khứa áo xanh bình thường mà, mấy ngày nay mình quay video mình gặp khứa áo xanh nhiều mà, có gì đâu. À, bình thường đúng không? Rồi, dắt tới đây, cho ông thấy khứa áo xanh mà tôi gặp nè, khứa áo xanh của ông với tôi khác nhau lắm, tới đây. Ủa cái gì? Ủa sao bà Sam bà nói gì mình nghe mình không hiểu. Khứa áo xanh mà ông hay gặp là khứa áo xanh hot boy, hot top top đúng không? Chân vàng tới nách đúng không? Đúng rồi, rồi sao? Còn khứa áo xanh của tôi là như thế này nè, phải không? Lên núi nhìn kìa. Cái con ở kìa. Trên núi. Ôi, cái gì? Ôi. Cái gì mà khứa áo xanh mà, ủa mà từ từ, khứa áo xanh này nhìn hơi lạ lạ nha, sao nó có cái càng nè, rồi nó có đến tận 6 cái chân luôn vậy? What? Ủa gì ghê vậy? Trời ơi, thì tôi nói rồi, đây là khứa áo xanh yêu quái đâu, không có tin tôi, sắp tận thế tôi rồi, con này vô làng mà nó ăn sạch thành xanh luôn á không? Trời ơi, chết rồi mấy bạn ơi, cái con khứa áo xanh này nhìn nó đáng sợ thật sự luôn bạn, nó còn có cái đuôi của con bò cạp kìa. Hả? Đừng có nói cái này là khứa áo xanh phiên bản bò cạp nha, đừng có nói vậy nha. Trời ơi. Oh my god các bạn ơi, vậy là không xong rồi. Hey, bất cứ một con quái vật nào xuất hiện ở trong làng thì chúng ta cần phải tiêu diệt bọn nó, không để cho bọn nó sinh sôi nảy nở thêm, bạn hiểu không? Hey, thôi được rồi, ngay bây giờ tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải xây một cái bẫy nào đó, ví dụ như là nhà an toàn chẳng hạn, để chúng ta gọi là bắt cái con gọi là quái vật khứa áo xanh phiên bản bò cạp này lại đi, được không? Ôi, cái con này bắt được không? Giờ tôi nhìn nó bự quá, tôi sợ chết à, bắt được không? Trời ơi, mình phải cố gắng bắt không được cũng phải ráng mà bắt cho được, hiểu không? Chứ bây giờ nó leo lên trên nhà của cả mui mà Sam nhìn kìa, trời ơi, nó bự ý như bằng cái nhà của cả mui luôn á trời. Không được rồi Sam, mau đi theo tôi. Chết rồi, tôi biết rồi. Bây giờ bọn mình phải tìm cách làm sao đó xây một cái nhà an toàn thật là xịn để chống lại cái con quái vật khứa áo xanh này bạn ơi. Ui, nguy hiểm quá. Three hours later. Rồi, ok bạn ơi, sau 3 tiếng đồng hồ xây dựng thì bây giờ cuối cùng mình cũng đã xây ra được một cái nhà an toàn để chống lại cái con quái vật khứa áo xanh bò cạp đó bạn ạ. Ủa bà từ Phong ơi, hả? Sao ông nói nhà an toàn mà tôi nhìn không ra cái nhà, ra cái gì, ra cái như cái chuồng heo vậy? Trời ơi, trời ơi, cái bà
bà này thiệt luôn á, đúng thiệt à, không biết cái gì hết, đúng là Sammy nước. Thôi, cái này mà bà kêu là chuồng heo, bà qua đây tôi cho bà xem nè, đây. Đây chính là một cái khu nhà an toàn của tôi, bà hiểu không? Bây giờ á, cái con quái vật bò cạp khứa xanh kìa, nó mà thấy bọn mình á, nó chạy qua đây á, thì tôi sẽ cho nó sập bẫy và tôi sẽ tiêu diệt được nó, bà hiểu không? Đây, ở chỗ này nè, Sam nhìn nè. Khi mà, ví dụ như bây giờ đi, Sammy thử đóng vai là cái con khứa xanh bò cạp nha. Đây, tôi okay. Khứa xanh nè, đó, đây, tôi khứa xanh nè, đó, tôi là khứa xanh đây. Rồi, vô. Ok, bây giờ Sammy thử đi qua bên đây thử đi. Rồi, tôi qua đây coi. Qua đúng không, rồi sao tôi sẽ gạt cần gạt nè. Đó. Thấy không, thấy không, rơi xuống dưới luôn. Gì vậy, em kiểu này là nó thua chắc rồi, sao nó biết được. Đúng rồi, trời ơi. Cái bẫy này của tôi hơi bị hay luôn á, chỉ cần khứa áo xanh bò cạp mà gọi là đi tới đây. Ai, sao bà đẩy nó xuống sao? Cái bà sao này, bà đẩy mình rơi dưới luôn bạn ơi. Đó, chỉ cần mà khứa áo xanh bò cạp mà đi đến đây ha, là tôi sẽ ngay lập tức bấm nút một cái là khứa áo xanh bò cạp sẽ rơi xuống dưới đây luôn. Đó, đây chính là cái bẫy đầu tiên của mình nha bạn. À khoan đã, từ từ để mình lên trên cái Sammy để mình xuống dưới đây rồi. Ok, rồi. Rồi, ok bạn ơi, cái đó chính là cái bẫy đầu tiên của mình nè. Nhưng mà ví dụ như bây giờ khứa áo xanh vẫn có thể vượt qua được cái bẫy đầu tiên của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sammy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Trời ơi, mình bị ăn thịt chứ sao vậy? Đúng rồi, thì tất nhiên là bọn mình sẽ bị ăn thịt vô cùng nguy hiểm luôn. Cho nên bây giờ á, tôi đã chuẩn bị thêm một cái bẫy thứ hai nữa. Qua đây, sao qua đây? Đây, cái bên này. Bẫy gì mà sao có nguyên cái đường giống cái đường đua vậy? Bình thường vậy? Trời ơi, bà qua bên đây đi rồi tôi cho bà xem. Cái bà này bà nhìn cái gì bà cũng kêu bình thường hết bạn ơi. Bà phải từ từ chứ. Nè, cái bẫy tiếp theo của tôi á là một cái bẫy để giữ chúng ta được an toàn, hiểu không? Ví dụ như mà cái con bò cạp đó nó chạy đến chỗ mình đi thì tôi chỉ cần gạt một cái, ngay lập tức ở trên trời sẽ xuất hiện một cái bức tường bằng cát. Đó, ghê không? Đó, trời ơi, ngay lập tức một cái bức tường nó xuất hiện các bạn ơi, và nó sẽ chặn đường của khứa áo xanh lại. Khứa áo xanh bò cạp sẽ không thể nào qua chỗ mình là tấn công bọn mình được. Đó, ghê không? Trời ơi, hay dữ thần ta. Rồi, thông minh nha. Tôi là thông minh này, thông minh. Nhưng mà lỡ nó vượt qua chỗ này thì sao tin được, đúng không? Cái gì? Mình lỡ đi. À, rồi, ok, rồi. Ví dụ như bây giờ khứa áo xanh vẫn có thể vượt qua được cái bức tường này của mình luôn, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mình đã chuẩn bị cái tiếp theo rồi. À, thì cái tiếp theo nó cũng đơn giản thôi, đó chính là bắt cua. À, bọn mình chỉ cần nhảy vào mấy cái chỗ này, bọn mình đi qua bên kia. Mà khứa áo xanh á là con bò cạp đúng không? Thì tất nhiên á là mấy cái chân của khứa áo xanh á sẽ rất là kiểu bị vướng, người của khứa áo xanh sẽ rất là nặng, cho nên sẽ không thể nào nhảy vào bên đây được. Ôi, trời, bọn mình sẽ qua bên đây dễ dàng. Chính xác. Trời, tại mình biết bắt cua mà, con kia sẽ bắt cua đúng không? Đúng rồi. Ơi, nhưng mà ví dụ như mà khứa áo xanh vẫn vượt qua được luôn thì sao? Thì sao? Ui, không biết luôn, khó nha. Mấy bạn đó, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Đúng vậy, như bạn đang thấy trước mặt chúng ta, tan lên là một con gà. Đó, ghê chưa? Bự vậy bà ơi, con này con gà gì vậy? Đây chính là con gà trống mà tôi nuôi đó, thấy ghê không? Bà biết tại sao tôi đã chuẩn bị một con gà ở chỗ này không? Không biết. Trời ơi, Sammy nước quá. Cái khứa xanh kia là khứa xanh phiên bản gì? Bò cạp. Bò cạp đúng không? Mà cái con bò cạp á thì nó hay bị con gì ăn hả? Bò cạp á thường bị con gà ăn. Đúng rồi, con bò cạp là bị con gà ăn chứ còn gì nữa đó. Cho nên tôi đã chuẩn bị nguyên một con gà ở đây để cho khứa áo xanh bị con gà này ăn thịt, hiểu không? Đó. Hay nha, tôi thấy cái bẫy bắt đầu càng ngày càng hay rồi nha. Trời ơi, tôi mà. Rồi, ok bạn ơi, và bây giờ á tôi đã chuẩn bị được những cái bẫy vô cùng gọi là hấp dẫn để chờ khứa áo xanh phiên bản bò cạp tới rồi. Bây giờ bạn hãy cùng nhau xem với mình để coi liệu rằng khứa áo xanh có vượt qua được những cái bẫy này của mình hay không nha. Bắt đầu thôi, let's go. Ok, mấy bạn ơi, mình đã thấy được khứa áo xanh phiên bản bò cạp đang đậu ở trên nhà của Sammy. Các bạn có thể leo từ nóc nhà Sammy qua bên nóc nhà Ca Mui rồi tí nữa qua bên nóc nhà của mình luôn nè các bạn. Trời ơi. Trời ơi, Vòng ơi, bắt nó nhanh đi, cái nôm nó nuốt ngay như ngôi nhà của tôi đó. Trời ơi, yên tâm, đây chính là thời cơ thích hợp để mình dụ dỗ cái tên khứa áo xanh này lại vô cái bẫy của mình các bạn ạ. Đây, đó, khứa áo xanh ở trên kia kìa các bạn. Được rồi, Sammy, hãy xem tôi đây, bây giờ tôi đã có cách để dụ hắn ta chạy theo bọn mình. À, Sam coi nha. Ủa luôn à, đây. Cách nào vậy? Phong có một cây súng, đó, thì bây giờ mình sẽ dùng cây súng này mình bắn vô người khứa áo xanh, thì khứa áo xanh sẽ nhìn thấy bọn mình, sau đó sẽ đuổi theo bọn mình, hiểu không? Giữ ta rồi. Okay, bắn okay. Đi. Coi tôi nè, Hey! Khứa áo xanh. Khứa áo xanh ơi. Bên này nè. Hey! Cái gì vậy bà nội? Ui, nó chui vô kìa. Ui, thấy mình nè. Ấy nè. Quay có giỏi xuống đây đi. Có giỏi.
Trời ơi bạn ơi. Khứa áo xanh đã dính bẫy của mình rồi. Kiểu này là khứa áo xanh sẽ bị tiêu diệt nhanh thôi. Khứa áo xanh nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Ok rồi, khứa áo xanh bây giờ mình chờ cho khứa áo xanh vào trong đây cái là sẽ sắp bẫy liền các bạn. Quay, cái giỏi qua đây nè, cái tên khứa áo xanh xấu xí kia. Ui qua kìa, qua kìa. Gạt nó. Ui. 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 Xong luôn, khứa áo xanh rơi xuống dưới đây rồi. Chưa, à, sao làm được gì? Sao thấy không? Phong không mình không tính ra Phong đào cái hố sâu ơi, sâu như thế này nè, để cho khứa áo xanh rơi xuống dưới là khỏi lên luôn. Đó, bây giờ làm sao lên được? Làm sao lên được con? Làm sao leo được rồi đúng không? Hóa ra là đơn giản vậy hay sao? Chỉ cần một cái bẫy thôi là đã bắt được rồi. Bây giờ để coi coi làm sao lên được. Quá đơn giản. Ôi! Cái gì vậy? Sao nó nhảy cao vậy? Ôi! Trời ơi! Ủa rồi sao nó nhảy lên, sao nó lọt xuống dưới lại rồi? Trời ơi, trời ơi, con này gà vậy? Cái gì? Nó nhảy lên trên, sao nó lọt xuống dưới? Ôi! Nó nhảy lên nữa kìa! Ôi! 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 Lọt xuống dưới nữa rồi! Ôi! Ôi! Cái gì vậy? Ôi! Nó nhảy lên! Ôi! Nó nhảy lên! Ôi! Nó lọt xuống dưới nữa rồi! Ôi! Nó lên nữa kìa! Nó lên nữa kìa! Trời ơi! Ơi tôi sao mà tôi mệt các bạn ơi, nó lên xong nó xuống, nó lên xong nó xuống rồi xong nó bị cài giật cài giật. Này đi, nó đang cắt cái phòng ơi, đừng có chọc nó nữa. Trời ơi, vậy sao? Yên tâm, mình vẫn còn cái bẫy thứ hai nữa bạn. Hey, khởi động cái bẫy thứ hai. Bây giờ cái bẫy của mình nó đã chặn đường cái tên gọi là khứa xanh này lại rồi. Nó bắt nó rồi đã, nó bắt rồi, nó bị mắc kẹt rồi nè. Đúng rồi. Nó bị dính vào trong đó luôn rồi, làm sao di chuyển được nữa. Leo. Trời ơi. Con xanh gà bắp. Quá là đơn giản luôn bạn ơi. Có gì đâu phải khó đúng không? Hồi nãy á là cái kia là khứa xanh nhảy lên được đúng không? Còn bây giờ là bức tường thế này nè, để coi coi khứa xanh làm cách nào mà qua được. Trời ơi. Xuyên tường hả? Trời ơi, bự như này sao xuyên tường được, nó làm gì vậy? Nó đang chướng cái chân nó vô trong cái đống cát không chui ra được hay sao á. Bây giờ để xem coi. Ui. Ôi cái gì? Ui. Khứa áo xanh mới vừa tạo ra một vụ nổ, sấm nổ bức tường của mình luôn bạn ơi. Ui, ui. Trời ơi, vậy nó phá được phong ơi, cái cửa cái bức tường này nó vào mà. Không sao. Sam nhìn kìa, cái bức tường của mình nó bị phá xong nó vẫn sập xuống, nó vẫn chặn đường cái khứa áo xanh này. Không sao đâu. Sao? Sao hay vậy? Ui, mày qua không sao. Tôi sợ quá, ba được không nhở? Trời tôi không biết nữa, nhưng mà tôi nhìn tôi ơi, tôi la ba luôn rồi. Ôi trời ơi. Oh my god. Ôi trời ơi mấy bạn ơi, cái bức tường nó sắp bể rồi. Bể rồi chứ cái gì ông ơi, nó bể rồi kìa. Ôi rồi, hình như là khứa xanh phá hủy bức tường rồi. Thôi Sam ơi, chạy thôi, cái chỗ này không an toàn nữa rồi. Qua đây. Chạy thôi mấy bạn ơi. Ui, bắt cua đó, kỹ năng bắt cua đây. Mình phải bắt cua bên đây, nhanh lên. Trời ơi, may quá, may mà mình còn xây nhiều cái bẫy á bạn. Chứ không thôi là khứa áo xanh mà vượt qua hết mấy cái bẫy này của mình là thế nào bọn mình cũng gặp nguy hiểm nha bà coi. Bây giờ, khứa áo xanh nè, ta nói cho ngươi biết nè. Người của ngươi á, vừa nặng mà còn nhiều chân nữa, làm sao có thể mà bắt cua qua được cái đống lava này, thấy không? Nhìn nè, cái đống lava này á, nó chỉ có mấy cái khối kim cương bé tí tẹo thế này thôi. Làm sao mà ngươi có thể bước lên được trong khi ngươi bự như thế, đúng không? chân nhiều mà nhảy. Ủa? Sao nó nhảy lên trời luôn vậy? Ủa sao nó nhảy một phát bật qua đây luôn vậy Phong? Tôi nghi vậy. Từ từ. Có khi nào nó sẽ nhảy một phát một, sao nó nhảy qua bên đây luôn không ta? Có khi nào nó bật cấp qua không vậy? Ui! Ui nó bay lên trời luôn kìa. Trời ơi. Ôi Phong ơi, cứu tôi. Trời ơi, Sam ơi, chạy qua đây. Trời ơi, các bạn ơi, tên khứa áo xanh này nguy hiểm quá, không phải bình thường đâu. Oh my god. Là quỷ rồi bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi trời ơi, không sao. Chúng ta vẫn còn cái bẫy cuối cùng. Cái bẫy cuối cùng vẫn là cái bẫy hay nhất. Được rồi, khứa áo xanh nè, ta nói ngươi biết đây. Ngươi hiện tại đã bị gọi là nhốt ở trong một cái chuồng gà. Mà tao biết rằng là bò cạp rất là sợ gà, cho nên ngươi thấy không, con gà của ta nó to hơn ngươi luôn kìa. Hình như là khứa xanh to hơn hay sao á. Ôi mà không sao. Bò cạp làm sao mà thắng được gà được, đúng không? Đúng không mấy bạn? Đúng rồi, bò cạp thua gà. Bò cạp gà mà sao mà bằng được, đúng không? Sao nó cười kìa các bạn ơi, nó đang cười kìa các bạn. Bây giờ để xem coi cái tên khứa áo xanh này sẽ làm gì được cái con gà của mình. Gà ơi, tấn công đi gà. Tấn công đi. Trời ơi, tấn công đi. Mổ
người của hắn đang đang bắn ra cái cục gì vậy? Ui, hình như cái này là độc của bò cạp hay sao á Sam ơi. Trời ơi, nó bắn nó tì tì quá trời, kêu con gà đứng đơ luôn, không biết làm gì luôn kìa. Ôi trời ơi, trời ơi, rồi xong luôn, xong con gà cà giật luôn rồi. Ôi trời đâu, con gà của tôi không thành gà cám xe rồi Phong ơi. Rồi xong luôn, bò cạp, con bò cạp đang ăn thịt con gà luôn ấy bạn ơi. Trời ơi, trời. Chạy qua đây Sam ơi. Oh no. Ồ khoan, bên này. Bên này. Hello. Con gà ra luôn gà ơi. Gà ơi, tiến lên gà. Tiến lên tấn công giùm bọn ta gà ơi. Trời. Đánh đi gà ơi. Tiến lên gà ơi. Giờ sao mà tôi sợ, mặt vào tường tôi sợ quá. Trời ơi, chết rồi Sam ơi. Bây giờ bọn mình đã vào đường cục rồi, bây giờ phải làm sao đây? Tôi phải tìm cách để tôi cứu Sam thôi. Sam ơi.